và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Xôn xao ảnh Khắc Việt tìm đến nhà Vũ Khắc Tiệp để giải quyết ồn ào. Trước hình ảnh Khắc Việt đến nơi mình ở, Vũ Khắc Tiệp cho biết anh không gặp ai và cuộc sống vẫn bình thường. Sau hơn 2 tuần xảy ra khẩu chiến, tưởng chừng câu chuyện của Khắc Việt, Vũ Khắc Tiệp sẽ chìm vào quên lãng khi hai nhân vật chính chủ động ngưng công kích nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ồn ào này tiếp tục được quan tâm khi nhạc sĩ Chỉ Anh Hiểu Em bất ngờ xuất hiện tại nơi ở của Vũ Khắc Tiệp. Không biết ngẫu nhiên hay vô tình mà Khắc Việt xuất hiện tại nơi ở của Khắc Tiệp. Khắc Việt đến đúng tòa nhà mà Vũ Khắc Tiệp đang ở để giải quyết ồn ào. Trưa 18 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Khắc Việt tìm đến tận nhà của Vũ Khắc Tiệp để giải quyết mọi ồn ào. Chủ nhân của hai bức ảnh này cho biết, sau vài ngày im ắng không có động thái gì từ hai bên, Khắc Việt đã đi một mình đến tận cửa nhà Vũ Khắc Tiệp để giải quyết rõ ràng mọi vấn đề. Khắc Việt đứng dưới tòa nhà và đang gọi điện thoại cho Vũ Khắc Tiệp. Liên lạc với ông bầu, anh nói không muốn trả lời về chuyện này nữa. Tôi vẫn ở nhà sinh hoạt và cuộc sống bình thường, chẳng gặp ai hết. Vũ Khắc Tiệp phủ nhận Khắc Việt tìm đến nhà mình. Khắc Việt, tôi muốn gặp Khắc Tiệp nói chuyện, không qua mạng xã hội. Bị Khắc Việt cà khịa việc đi cách ly, nhưng đến đầu tháng 6 vừa qua, Vũ Khắc Tiệp mới lên tiếng đáp trả lại đàn em. Sau đợt cách ly, đây là lần đầu tiên tôi nhận trả lời phỏng vấn, nên nhân tiện tôi cũng muốn gửi đến bạn ca sĩ Khắc Việt. Tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nghe bạn hát, nhưng một ngày đẹp trời bạn đã đá xéo tôi. Thực sự tôi nghĩ chỉ có đàn bà mới lên mạng chửi và đánh giá người khác, nhất là khi người đó không liên quan tới cuộc đời của bạn. Ngay sau đó, Khắc Việt phản hồi lại bằng giọng điệu gay gắt khi chủ động nhắn tin đến số điện thoại của Khắc Tiệp gặp để giải quyết. Tuy nhiên, vì nghe lời vợ, anh đã xóa status gay gắt với Vũ Khắc Tiệp. Tôi xin phép xóa status, tôi không phải sợ, mà tôi sợ tính nóng tính của tôi để làm vợ con tôi suy nghĩ. Tôi mong Khắc Tiệp liên hệ lại tôi. Muốn gì nói gì là câu chuyện của hai thằng đàn ông. Tôi lên án anh vì tôi thấy anh đi nhiều nơi cũng gọi là hiểu biết mà anh cư xử quá kém. Lại còn định dọa đánh một bạn chụp ảnh nào đấy, đợt cả nước đang chống dịch, Khắc Việt giải bày. Khắc Việt mong muốn được gặp Vũ Khắc Tiệp để giải quyết mọi chuyện. Tôi muốn gặp anh nói chuyện không qua mạng xã hội. Anh muốn giải quyết như nào tôi cũng theo ok. Tôi lên án anh nói tôi ok, nhưng cấm được động đến gia đình và vợ con tôi trong câu chuyện. Hãy giải quyết chỉ tôi và anh.